giờ thôi khỏi em 10 tỷ dày. Cái nhân mẩy ngón này, cái ngón này là cái ngón á chứ nào. Bây giờ ông tập trung vô đây, ông tí ơi, tí tập trung vô, ông lấy xương qua sườn trước đi, lấy xương dặn xương đi, rồi dặn thịt thì mình xử lý. Cái phần này bây giờ chú cứ lấy phần xương ra trước đi, phần thịt này lát nữa người ta tập trung vô mình giải quyết một lần một luôn, chứ lấy từ miếng từ món ai mà đợi mà chuyển từ phần được. Giờ hai người tập trung, ta lấy hai người tập trung lấy phần xương đi, phần thịt lát nữa vận động bà con ra chuyển ra hố luôn, chứ giờ chú đứng cắt từng miếng rồi lát nữa lực lượng người ta ra hỗ trợ, ai đứng canh hoài đợi lấy từng miếng được. Chắc mới chịu chưa rồi. Bây giờ cứ lấy xương đi, lấy tách xương đi. Bây giờ anh cứ lần theo đường xương, anh cứ tách anh le lần xương đi. Cái phần da đó một lát nữa là mình có thể mình xong rồi mình tách ra một miếng bự là mình lực lượng mình kéo vô thẳng luôn cũng được nữa. Chứ bây giờ chú cắt cái đống này là tới chiều chưa rồi nữa nè. Vậy anh cứ nghe lời đi, anh cứ làm gì đi. Đây nè, lấy từ trên đây nè, trên lấy xuống rồi tách ra từ từ, trên lấy xuống qua là còn ra máu luôn á. Này mới lấy bữa nay là 3 ngày chứ. Mới kém vô đây 3 ngày. Dạ. Bây giờ ông Bảy ơi, ông không làm được á, với ông kia không làm, giờ ông liên hệ với ông Hai đi cho ông Hai có thể điều người ra thì người khác ra được không? Chứ bây giờ hợp đồng với người ta, giờ vô ba người giờ không làm rồi sao được, trời kỳ lắm. Cảm ơn luôn mấy cô.